Giết người đền mạng, không ai nợ ai. Một nhát bêu đầu, người sẽ trong sạch. Đã là bà mụ, nhất định dốc hết sức mình bảo đảm cho họ mẹ tròn con vuông. Sinh tử hay thực tế không có ranh giới. Thật ra huynh là ai? Huynh tới nhà tôi có ý đồ gì? Bắt đầu từ lúc tôi trở thành đao phụ, tôi đã là người như vậy rồi. Huynh tàn nhẫn lắm, Diệp Thường Lộn. Nhưng gặp nhau trong chuyện tình ngang trái, vẫn còn nhịp tim, đứa nhỏ vẫn còn sống. Chuyện này không phải bình thường, chúng ta đừng nên xen vào. Cứu sinh mạng đó. Đón xem Đao Kiếm Lưu Tình phát sóng lúc 21 giờ hàng ngày từ ngày 31 tháng 3 trên TV Star SCTV 11.